Thưa quý vị, mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường việc kiểm soát nội bộ và xử lý nghiêm những trường hợp mời chào, xin xỏ hoặc là ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác khi mà cấp tín dụng. Tuy nhiên là nhiều doanh nghiệp cho biết là hiện họ vẫn còn đang khá là bức xúc và đau đầu khi mà tình trạng này vẫn còn đang tiếp diễn. Sau đây là những phản ánh. Là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp này thường xuyên phải xoay vòng các khoản vốn vay ngân hàng để thực hiện triển khai các dự án lớn. Tuy nhiên, đại diện doanh nghiệp rất bức xúc bởi trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay thì tình trạng nhiều ngân hàng mời chào mua gói bảo hiểm đi kèm vẫn diễn ra phổ biến. Tôi thấy là cái việc mà bây giờ bảo hiểm trong vấn đề kèm gọi là bia kèm lạc đấy, hay là ngay cái thẻ tín dụng trong vấn đề vay bây giờ vẫn đang nghiêm trọng. Tôi tiếp cận cả ngân hàng cổ phần nhà nước, cả ngân hàng tư nhân. Tôi thấy là tôi vẫn phải mua bảo hiểm. Tôi vẫn phải bị gắn cái thẻ tín dụng. Và cái bảo hiểm nó giá trị từ 1 đến 1,5% khoản vay. Theo nhiều doanh nghiệp, muốn được giải ngân khoản vay, khách hàng cần mua gói bảo hiểm vài chục triệu hoặc chấp nhận các điều kiện khác đi kèm. Dù quyền mua bảo hiểm thuộc về khách hàng, nhưng nếu từ chối thì việc được vay vốn là không dễ dàng. Thực ra nếu như nói là ép thì cũng không phải là ép, mà sẽ là như này. Nếu như mình muốn một cái lãi suất tốt hơn chẳng hạn, thì mình có một cái điều kiện kèm theo là mình sẽ tham gia bảo hiểm nhân thọ. Đấy, nhưng cái này thì cũng không bắt buộc, tức là với điều kiện là mình muốn có một cái lãi suất tốt hơn thôi. Tuy nhiên nếu mà để mà tính về mặt dài hạn ấy, thì tôi thấy là cũng không có lợi mấy cho doanh nghiệp về việc này. Nên thà rằng là tôi chấp nhận một cái lãi suất nó cao hơn một chút, nhưng tôi không có ràng buộc về cái việc là mua bảo hiểm nhân thọ. Nhưng cái bia kèm lạc đấy là họ phải thanh toán ngay. Thì câu chuyện là đang không có tiền để kinh doanh sản xuất, bây giờ phải thanh toán ngay, thậm chí phải thanh toán trước. Nó là khó khăn của họ. Và tôi nghĩ đây nó là một cái hình ảnh xấu xí của vấn đề ngân hàng mà chúng ta phải giải quyết. Bởi vì ngân hàng là việc ngân hàng, bảo hiểm là vấn đề bảo hiểm. Chứ chúng ta không thể là bảo hiểm nó là cái con vật ký sinh của ngân hàng được. Mới đây nhất, vào đầu tháng 11 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 67 năm 2023 hướng dẫn luật kinh doanh bảo hiểm, trong đó cấm ngân hàng bán bảo hiểm liên kết đầu tư trước và sau 60 ngày kể từ khi giải ngân toàn bộ khoản vay cho khách hàng. Dù quy định mới có điểm sáng là góp phần hạn chế nạn ép mua bảo hiểm khi vay, nhưng vẫn khó triệt để tận gốc. Và điều này thì đã được Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước can thiệp, tuy nhiên mức độ can thiệp nó chưa tới. Trong tháng tới chúng tôi cho rằng là nên có sự rà soát luật để đưa ra các cái chế tài nghiêm khắc, mạnh mẽ hơn cả về hành chính, cả về tài chính cho các cái trường hợp tư vấn sai hoặc là tạo sức ép như vậy đối với hoạt động của ngân hàng. Các chuyên gia cho rằng nếu tình trạng này vẫn còn tiếp diễn, các ngân hàng sẽ tự làm mất uy tín và sản phẩm, sẽ tạo ra sức cản lớn trong tiếp cận vốn của doanh nghiệp và ngân hàng rất có thể sẽ mất khách hàng tiềm năng của mình trong tương lai.